Chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là ý nghĩa. Và đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh ngay bên phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì những chủ đề về tình yêu, gia đình và hôn nhân luôn là những chủ đề được mọi người rất mực quan tâm, bởi vì trên thực tế có nhiều câu chuyện vô cùng ý nghĩa và làm chạm đến trái tim hàng triệu người và có cả những câu chuyện dở khóc dở cười. Và ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến cho các bạn một câu chuyện ý nghĩa có trong chương mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mẹ già giả điên thử lòng các con, anh chị dâu đem bà đến nhà thương điên. Không ngờ đứa con gái riêng của chồng lại xin nhận bà về chăm sóc và cái kế kết 5 năm sau khi bà mất. Bà là tập hai của chồng, hai người vốn là thanh mai trúc mã. Đáng nhẹ ra bà không phải chịu cái tiếng vợ hai ấy nếu không có sự xen vào của Mai. Ba năm sau khi đi du học trở về, thấy anh và Mai cười rạng rỡ bên nhau, lòng bà như thắt lại, bà biết rằng bà mất anh rồi. Dù đã cố gắng quen và yêu nhiều người khác, nhưng bà không sao quên được hình bóng của anh. Mỗi lần ở bên họ, tâm trí bà luôn hướng về căn nhà đó. Năm năm sau, khi công việc của anh đang ngày càng thuận lợi, gia đình vợ đẹp con yêu đang hạnh phúc thì mai bị tai nạn qua đời cái chết của vợ như một cú sốc lớn khiến anh không thể nào gượng dậy anh cứ thế suốt ngày ôm di ảnh cô rồi khóc và chìm đắm trong men rượu dù thấy anh như thế bà rất đau lòng nhưng trong thâm tâm lại không giống nổi niềm vui cuối cùng cô ta biến mất rồi anh ấy vốn dĩ thuộc về bà chính cô ta cô ta xen vào giữa hai người Đám cưới của bà và anh diễn ra sau đó 6 tháng, khi bà báo tin có thai, bước vào căn nhà vốn dĩ nên thuộc về mình, dù không muốn phải nhìn thấy hình bóng mai bất cứ góc nào trong căn nhà này nữa. Thế nhưng có một thứ bà không thay đổi được chính là Hân, con gái của Mai với chồng bà. Hân sinh ra như bản sao của Mai, nó giống mẹ như tạc, mỗi lần nhìn thấy nó bà lại nhớ đến Mai, bà ghét cô ta, hận cô ta, nếu như không có cô ta, bà đáng nhẽ không phải chịu tiếng xấu tập 2 của chồng như bây giờ. Nhưng bà không thể nào cư xử tệ bạc với hơn được. Bà không muốn anh biết được sự ghen tị trong lòng bà, cũng không thể để người ngoài nhìn vào, nói bà chỉ là mẹ kế độc ác. Cho đến ngày hơn trên nước ngoài du học, cuối cùng bà cũng cảm thấy gánh nặng trên vai mình, nhẹ bớt một chút. Cuối cùng thì bà cũng không ngừng ngại, nhìn mặt nó mỗi ngày nữa rồi. Thế rồi hạnh phúc của bà cũng không kéo dài quá lâu. Chồng bà do uống quá nhiều rượu nên bị ung thư gan, lại phát hiện quá trễ nên bác sĩ chẩn đoán ông sống không quá một tháng nhìn linh cữu ông được người ta khiêng đi an táng bà khóc ngất người đàn ông bà yêu thương nhất cuộc đời này đã bỏ bà mà đi rồi chồng mất bà không có lý do gì để đối xử tốt với hơn nữa bà lấy lý do con trai bà cần cưới vợ nên muốn cô ra ngoài sống hân chấp nhận chuyển đi bà cưới về cho con trai mình nàng dâu mà bà ưng ý Cuộc sống của bà có lẽ cứ thế trôi qua nếu như không có lần bà giả điên. Chỉ sau mấy ngày bà giả vờ lên cơn điên phá phách, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì con dâu đã không chịu nổi. Nghe cuộc nói chuyện với của nó với con trai bà, muốn chuyện bà đến nhà thương điên, bà đau thắt lòng. Chúng không thèm kiên kỵ bà đang ngồi ở đó, bà vẫn thản nhiên bàn bạc chuyện nên cho bà đi đâu, khiến lòng bà tan nát. Mẹ điên như thế này mà anh còn muốn nuôi sao? Không nuôi em định thế nào? Cho mẹ vào nhà thương điên đi, Chứ để bà ở nhà phá phách suốt ngày thế này em không chịu được. Còn cái nhìn vào nó học theo thì sao? Nhưng mà không nhân nhiết gì hết. Anh không nghe em á, thì anh đi mà chăm bà, em mặc kệ anh. Bà thật sự không muốn vào nhà thương điên, nhưng đã lỡ giả vờ rồi, bà không thể tự dưng tỉnh lại được. Đang không biết làm thế nào, hơn đến thăm bà, rồi nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Anh chị không thể để mẹ vào nhà thương điên được, bà ấy là mẹ anh mà. Thế cô nuôi được bà chắc, bà ấy là mẹ tôi thì sao? Bà ấy điên rồi, để ở nhà phá phách suốt ngày thế này cũng không phải là cách hay đâu. Để tôi nuôi mẹ cho, anh chị không nuôi được thì để tôi nuôi. Bà ấy không phải mẹ tôi nhưng có ơn nuôi dưỡng tôi suốt 20 năm, cũng coi như mẹ tôi rồi. Thế thì tùy chị vậy, lúc sau đừng mang sang trả tôi là được. Thế là bà về sống với cô, người bà ghét nhất. Những ngày đầu bà cố tình điên thật để khiến cho cô ức chế Bà làm tất cả những điều trước nay bà muốn đối xử với cô mà không làm được Nhìn cô ta nhẫn nhịn mỗi lần bà nổi điên Bà không hiểu nổi rốt cuộc cô ta muốn gì đây Đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra Yêu thương suốt 30 năm còn đối xử với bà như vậy Cho đến một hôm khi bà đang ngủ Bỗng nghe một giọng nói rất nhỏ là giọng của Hân Con biết mẹ ghét con Con biết từ lâu rồi Ánh mắt mẹ nhìn con thay đổi khi có bố ở cạnh nhưng không hiểu sao, con vẫn muốn ở bên cạnh và chăm sóc mẹ. Con mất mẹ từ lúc lên năm, lúc đó mẹ xuất hiện cho con tình thương con cần. Thế nên mẹ cứ ghét con, con cứ yêu mẹ là được. Hân đi rồi, bà mở mắt, mắt bà nhòe đi từ lúc nào không hay. Mặc cho bà có đối xử tệ bạc với cô như thế nào, cô vẫn luôn coi bà là mẹ. Thế mà, bà sai rồi, sai thật rồi. Năm năm sau, bà giả dạ vợ dần dần tỉnh lại, nhưng không cho hân nói chuyện đó với con trai bà biết bà không muốn nhìn mặt chúng nó nữa trên đời này bà chỉ có một đứa con gái là hân phút cuối đời cầm tay hân bà mỉm cười trao cho cô di chúc bà để lại căn nhà và tài sản tiết kiệm cả đời bà bà trao hết cho cô giống như một lời xin lỗi của bà vậy Bị con trai trùng bỏ, mẹ già nuôi chó cho bớt câu quạnh, thì một ngày chính con chó giúp bà trở thành tỷ phú. Quý vị tính giả thân mến, bà năm nay đã gần 80 tuổi, dáng người nhỏ bé, da dẻ nhăn nheo, ngày nào cũng chống gậy đi nhặt rác để kiếm sống qua ngày. Ai không biết còn tưởng bà không con cái gì, nhưng biết trời lại càng đau xót. Bà có năm đứa con trai đều sống ở làng bên cạnh, nhưng không đứa nào chịu đón mẹ về nhà vì sợ mẹ ăn nhiều tốn gạo sợ bẩn nhà bẩn cửa sợ phải chăm sóc mẹ lúc đau ốm từ ngày ông mất cũng là lúc bà chỉ còn một mình trong căn nhà nát quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình lúc đau ốm thì nhờ cậy hàng xóm một hôm bà đang đi nhặt rác thì thấy một chú chó nằm ý ử gần bụi cây Bà chống gậy lò dò đi tới bế con chó lên thì thấy lông nó dính đầy máu. Thì ra chân trái của con chó đã bị ai đánh gãy. Bà cụ phồi vàng lấy chiếc khăn đang quấn qua đầu buộc vết tương lại cho nó rồi vuốt về nó. Ngoan, chó ngoan, con sao đâu, tao sẽ mua thuốc cho mày nhé. Nói xong bà mỉm cười rồi bế con chó đến hiệu thuốc rửa vết thương và mua thuốc cho nó uống. Được mấy ngày con chó cũng khỏe lại, chỉ có điều chân nó vẫn đi tập tễnh từ đó bà cụ cũ cũng trở nên vui vẻ hẳn, con chó như trở thành người bạn duy nhất của bà lúc này. Mỗi ngày bà cụ đi làm, từ sáng sớm và dặn chú chó ở nhà trong nhà, tối đến bà lại tắm rửa cho nó rồi chuẩn bị cơm nước. Đến bữa ăn bà múc hai bát tô cơm, hai tô cơm, một cho mình và một cho con chó. Ăn xong nó phải đuôi nhảy chồm lên cổ, lên lòng bà. Con chó như đứa trẻ nghịch ngợm cả ngày khiến của bà cảm thấy bớt cô quạnh hơn rất nhiều. Một tháng sau, lúc này chân con chó đã khỏi hẳn. Khi bà vừa đợi nón bước ra cửa thì con chó chạy theo sủa câu câu. Bà cúi xuống phút đầu nó. Sao? Mày buồn tay buồn chân hả? Con muốn đi theo tao không? Con chó lại kêu một tiếng rồi chạy ra sân trước. Bà cũng mỉm cười đi theo nó. Như mọi lần, bà lại đi vào con đường cũ đi tìm chai lọ. Con chó thì vẫn phải đuôi theo sau. Nhưng vừa đến chỗ bụi cây hôm trước thì con chó đứng lại. Bà kêu kiểu gì nó cũng không đã động. Bà cụ đành kéo túi rác quay lại. Làm sao thế sắp tối rồi Đi nhanh lên ta còn phải mang đống này Đi đổi lấy tiền mới có cơm cho mày ăn nữa Con chó càng sủa càng to hơn Nó lấy chân cào đất rồi Chạy vòng quanh bụi cây Lấy làm lạ bà cụ ngồi xuống nhìn kỹ hơn Thì thấy tờ giấy ghi là tìm chó lạc Trên đó có đầy đủ số điện thoại Và địa chỉ liên hệ của người chủ con chó Bà cụ ngẩn người À thì ra là chủ mày đến tìm rồi Chắc tao phải chia tay mày thật Từ nay tao lại sống một mình như xưa nhỉ Bà cụ vừa nói như cười mà miệng méo sệt, con chó bỗng nhiên cũng rủ hai tay xuống vẻ buồn sầu. Tối đó, bà cụ rầu rĩ ôm con chó đến địa chỉ ghi trên tờ giấy. Đó là một ngôi biệt thự xa hoa trắng lệ trước giờ bà chưa từng được nhìn thấy. Khi bà ôm con chó vào cửa, một người trong đó liền thấy mừng trở lên. Ôi Mimi, mày đã đi đâu bây giờ mới chịu về hả? Bà cụ liền ngậm ngùi nói Một tháng trước tôi thấy nó bị thương ở trên đường Nên mang về chăm sóc Giờ nó khỏi rồi xin trả lại cho gia đình Bà cụ ôm con chó đưa cho người giúp việc Nhưng nó vẫn bám chặt lấy bà không buông Người kia bây giờ mới nói Thì ra chính cụ là người đã cứu Mimi Bà cụ gật đầu Người kia bèn gọi điện cho một luật sư đến Họ trao đổi với nhau một hồi vì luật sư nói Ông chủ của chú chó này vừa qua đời cách đây 15 ngày. Trước khi chết, ông ấy có nói nếu ai mang được con Mimi về, ông sẽ giao lại toàn bộ tài sản của ông, bao gồm cả căn biệt thự này. Nghe thế, bà cụ ngớ người hốt khoảng. Gì? Gì chứ? Vì luật sư nói, mà không biết chứ, Mimi được ông chủ tôi coi như con ruột. Ông ấy đã từng có vợ và đứa con trai, nhưng từ ngày vợ bỏ, đứa con trai theo mẹ sang nước ngoài, cũng chưa một lần gọi điện về hỏi thăm bố. Tất nhiên là ngày đó còn nghèo, chứ nếu nó biết ông đã giàu có như bây giờ, thì chắc đã quay về nhận bố lâu rồi. Bà cụ vẫn ngơ ngác, thế là thế nào à? Nghĩa là tất cả các tài sản ở đây đều thuộc về bà rồi. Việc của bà là chỉ cần chăm sóc con chó này mà thôi. Nhìn Mimi quấn quýt bà thế kia là chúng tôi hiểu rồi. Chắc bà cũng không bỏ nó đi được đâu Bà cụ nhặt rác không thể tin được vào tay mình Chính con chó đã giúp bà trở thành tỷ phú trong chớp mắt sao Sau hôm đó bà lặng lặng chuyển đến căn biệt thự đó Nhưng tuyệt nhiên không nói lộ ra ngoài nửa lời Vì bà sợ năm đứa con trai mà biết nó sẽ quay về tranh nhau Để lấy cái gia tài không phải của mình Điều bà mong chỉ là khi bà còn ở ngôi nhà trách nát kia Có đứa nào đó về gọi mẹ một tiếng mà cũng không được Bà ôm con chó và rơi nước mắt Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.